chức. Kính thưa ban giám khảo, em tên là Trương Mỹ Ngọc Ngân, là học sinh lớp 4A của trường tiểu học A Hội An. Hôm nay em rất vinh dự khi được tham gia hội thi kể chuyện và giới thiệu sách trực tuyến tỉnh An Giang năm 2023. Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và lễ Quốc Khánh 2 tháng 9. Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời chúc đến quý thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Quê hương An Giang tự hào về Bác Tôn, người con ưu tú của miền Nam. Bác Tôn cùng Bác Hồ cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc xuyên suốt trong cuộc đời, hoạt động cách mạng. Dù bận rộn với nhiều việc, nhưng hai bác vẫn dành nhiều thời gian, tình cảm, suy nghĩ để yêu thương và chăm sóc cho các thế hệ mầm non của đất nước. Thiếu nhi chúng em lúc nào cũng được đón nhận tình yêu vô bờ bến của hai bác. Câu chuyện bác nhớ các cháu trong tập truyện kể chuyện Bác Hồ tập 5 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thể hiện điều đó. Sau đây em xin giới thiệu với quý thầy cô và các bạn học sinh. Tháng Chạp năm 1968, các dũng sĩ thiếu niên miền Nam đang học ở Tả Ngạn thì có mấy chú đưa xe ô tô đến đón về Hà Nội. Luyện, Thu, Nếp, Vỗ, Mên, Hòa chính là các thiếu niên miền Nam. Chưa hiểu có chuyện gì về thủ đô hôm trước thì 5 giờ chiều ngày hôm sau đã có xe đến đón đi. Vào đến sân phủ chủ tịch mới biết là được vào gặp Bác Hồ. Vừa bước chân xuống xe, các cháu đã thấy Bác Hồ và Bác Tôn ngồi ở một cái ghế gỗ dai kề trước cửa nhà. Tất cả thì ao tới chào hai bác. Bác cháu trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau đó hai bác bảo: "Thôi, các cháu vào ăn cơm với hai bác." Bữa cơm chẳng có thịt cá gì nhiều nhưng rất ấm cúng. Các dũng sĩ được ngồi ăn cùng Bác Hồ, Bác Tôn. Nếp, người nhỏ quá, cái đầu chỉ lấp ló cạnh bàn, được bác gấp thức ăn cho luôn. Vừa ăn, bác cháu vừa nói chuyện rất vui. Ăn xong, hai bác cho mỗi cháu một bông hồng, một quả táo, một quả lê và ba quyển sách Người Tốt, Việc Tốt. Sau đó Bác Hồ bảo: "Các cháu lại cả đây, hôm hai bác rồi về." Các dũng sĩ hôn hai bác xong, Bác Hồ dặn lại: "Các cháu về trường, cố gắng học tập cho giỏi." Tất cả đều cảm động, toan văn luyện lên tiếng vừa với bác: "Thưa bác, chúng cháu cứ tưởng hai bác gọi chúng cháu về có việc cần." Bác Hồ cười hiền từ và bảo: "Hai bác nhớ các cháu, cho nên gọi các cháu về để hai bác gặp hỏi chuyện." Nghe nói, Luyện và các bạn cảm động muốn trào nước mắt. Hai bác tuổi đã cao, trăm nghìn công việc, vậy mà vẫn nhớ đến các cháu ở miền Nam, Luyện nghĩ. Mình được ở ngoài Bắc, mà hai bác còn lo và thương như vậy. Các bạn còn ở trong Nam, hai bác còn lo lắng và thương biết chừng nào. Hồ, Bác Tôn là người có lòng nhân ái mênh mông cả cuộc đời. Hai bác vì nước, vì dân và dành muôn vàn tình yêu thương cho thiếu niên, nhi đồng vẫn nồng nàn nhất. Có thể nói, tình yêu thương của hai bác đối với thế hệ trẻ, đối với thiếu niên, nhi đồng đã, đang và sẽ là hình trang cho bao thế hệ trẻ bước vào đời, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ta đàng hoàng hơn, giàu đẹp hơn. Em tiếp bước thế hệ cha anh học tập và rèn luyện thật chăm chỉ, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp. Sau khi đọc xong câu chuyện, em càng kính yêu Bác Tôn nhiều hơn. Em sẽ tiếp tục đọc các quyển sách và giới thiệu với các bạn học sinh đọc để biết về cuộc đời, hoạt động cách mạng của Bác Tôn. Phần dự thi của em đến đây là kết thúc. Em xin kính chúc ban giám khảo và quý thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Chúc các bạn học sinh chăm ngoan học giỏi. Em xin trân trọng.